Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngại ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thường thế gian này người ta nói là châu buộc ghét châu ăn. Châu buộc ghét châu ăn có nghĩa là khi tôi không làm được cái gì mà thấy người khác làm được, tôi bị buộc. Tôi là con trâu bị buộc, tôi không làm được. Thấy người khác làm được, cái con trâu nó đang ăn, đang đi lại, thì tự nhiên tôi ghét lắm, tôi khó chịu, tôi ganh tức. Tôi không có khả năng ca hát mà thấy người khác ca hát được, châu buộc vẫn ghét châu ăn. Tôi không biết đánh đàn nhưng mà thấy người khác đánh đàn hay, tôi cũng khó chịu, đúng không? Thường là như vậy. Cái tâm lý của con người ta là không muốn ai hơn mình. Tôi đang giàu như thế này rồi,
Tôi nhìn xuống những người nghèo hơn tôi, không giàu bằng tôi không có ghét họ. Nhưng mà tôi nhìn lên thấy những người mà nó còn giàu hơn tôi có chịu nổi không? Khó chịu lắm, phải không? Tôi đang đẹp như thế này, ai cũng khen tôi đẹp. Tự nhiên bỗng có một cái cô nào đó ở đâu xuất hiện sau lưng tôi đẹp hơn tôi. Người ta cứ nhìn, người ta đang trầm trồ, tôi tưởng người ta đang khen tôi. Wow, mắt tôi sáng lên, wow, tôi à nha, tưởng là mọi người nhìn tôi à nha. Mà thấy mọi người cứ nhìn, tôi càng mê mẩn, nghênh lên. Cuối cùng, người ta cứ ngón ra đằng sau, tôi mới quay lại. Bỗng thấy có một người xuất hiện sau lưng tôi, đẹp hơn tôi. Bắt đầu tôi lại khó chịu, trâu buộc lại ghét, trâu ăn. Cho nên đó là thói đời. Chúng ta sống ở trong cuộc đời này không thể tránh khỏi cái quy luật ấy được, cái thói đời ấy được, cách đối xử của người đời như vậy được. Đức Giêsu đến trần gian này, Đức Giêsu sống giữa con người, sống ở giữa cuộc đời, cho nên Ngài cũng không tránh khỏi thói đời như thế. Đối xử với một con Thiên Chúa làm người như họ đối xử với những con người khác hơn họ. Đức Giêsu trừ một người bị quỷ nó nhập, và đó là quỷ câm. Người dân thấy Đức Giêsu trừ được quỷ câm như vậy, họ ngạc nhiên, họ bỡ ngỡ và họ thán phục. Những người dân đơn sơ chất phát, những người dân không có một đầu óc tị hiềm, không có một cái đầu thành kiến, không có sự ganh tị, không có sự ganh tức, thì họ đơn sơ đón nhận điều Chúa làm trước mắt họ. Họ thán phục, họ tin tưởng. Đức Giêsu trừ quỷ trước mắt họ như thế đó, mà họ còn nói rằng ông này dựa thế vào quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu biết rõ lòng dạ của họ, và họ còn thách thức Chúa là làm một cái dấu lạ nào đi để tôi tin. Dấu lạ Chúa vừa làm sờ trước mắt họ đấy, họ không tin, mà họ còn cứ đòi dấu lạ nào nữa. Mà người ta đã một khi đã không tin, một khi đã cố chấp, một khi đã đầy những thành kiến và đầy những ác cảm như vậy, thì con nói gì, con làm gì họ cũng chẳng tin đâu. Cho nên Đức Giêsu thấy họ thách thức như vậy, Đức Giêsu không có làm một dấu lạ nào nữa. Đức Giêsu không làm một dấu lạ vì người ta thách thức. Chúng ta dễ bị người ta khích, đúng không? Có ngon thì làm đi. Ta cũng hay tỏ ra là mình ngon lắm, cho nên là mình được, ta sẽ làm cho mày biết tay. Cho nên ta hay tỏ ra quyền hành của mình, hoặc ta tỏ ra sự giàu có của mình, hoặc ta tỏ ra là mình đầy những khả năng này, khả năng khác. Ta hay tỏ ra cho người ta thấy chuyện đó, vì ta bị người ta nói khích, người ta khích mình. Còn Đức Giêsu biết rõ tư tưởng của họ, Ngài có để người ta khích vào được. Đây này, ba la, xì bà, bao nhiêu chuyện lạ xảy ra, Đức Giêsu có làm chuyện đó không? Không, thưa anh chị em. Đôi khi chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, ta cũng dễ có cái tư tưởng là Chúa thực hiện dấu lạ này đi, Chúa chữa lành cho con đi, Chúa giải quyết nợ nần cho con đi, rồi con sẽ tin. Nếu mà ta đến ta khích bác, khích như vậy, và ta thách đố Chúa, Chúa không tỏ dấu lạ nào đâu. Mà dấu lạ mà Chúa vẫn tỏ cho chúng ta là chính lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể. Cái dấu lạ tuyệt vời đấy ta còn phải chờ cái dấu lạ nào khác. Dấu lạ mà chỉ một lời truyền phép của một linh mục, một con người tội lỗi yếu đuối được Chúa lựa chọn để nói lời truyền phép này là mình thầy, lập tức bánh trở nên mình thánh Chúa. Này là máu thầy, lập tức rượu trở thành máu Chúa. Thế thì thưa anh chị em, đó là cái dấu lạ cả thể đó, dấu lạ của lòng thương xót nơi bí tích thánh thể đó, rồi dấu lạ của lòng thương xót nơi bí tích hòa giải đấy,
Anh chị em chúng ta đến với tất cả lòng thành của mình, sám hối, ăn năn, xưng thú lỗi lầm. Ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lập tức tội ta được tha. Anh chị em có thấy đó là dấu lạ không? Có thấy không ạ? Rồi anh chị em có thấy được cái dấu lạ đó là chúng tôi nhìn xuống cái nhà thờ này, bao nhiêu anh chị em từ những nơi khác kéo đến. Anh chị em nào từ những xứ khác đến đây xin giơ tay lên rồi ạ. Những xứ khác giơ cao lên ạ. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng và chúc mừng những anh chị em ấy. Vỗ tay to lên để chúng ta thấy rằng đó là dấu lạ đấy. Đây là dấu lạ đó. Không phải dấu lạ nào khác mà chính sự hiện diện của anh chị em trong một ngày thứ tư bình thường, không phải lễ buộc, không phải lễ trọng, không ai ép anh chị em, không ai dụ anh chị em, không ai mồi anh chị em, không ai thúc anh chị em, mà anh chị em vẫn đến đây, đó là dấu lạ. Không còn cần phải những dấu lạ nào khác, không cần phải mặt trời múa hay là sao chớp chớp hay là cái dấu lạ nào mà do ảo tưởng, ảo giác của con người. Nhưng mà chính sự hiện diện bằng xương, bằng thịt của anh chị em ở đây, những con người cũng yếu đuối tội lỗi, những con người cũng bằng xương, bằng thịt. Giờ này người ta đi chơi, giờ này người ta ngồi nhậu, giờ này người ta ngồi ta tám, giờ này người ta ra bờ sông người ta hóng mát. Mà anh chị em cất công đến đây từ các nơi khác hiện diện ở đây, đó là một cái dấu lạ rồi, chứ không đòi phải một cái dấu lạ nào khác. Mà có khi người ta sẽ cho những công việc đạo đức của chúng ta đây, những người mà không tin, những người mà cố chấp, những người mà thành kiến, họ đã cho việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của Ngài, quyền năng của một vị Thiên Chúa là công việc của ma quỷ, thì có khi anh chị em mình cũng sẽ bị những người khác gán ghép cho những công việc chúng ta làm là công việc của ma quỷ. Có khi người ta chê chúng ta rằng giờ này mà còn đi cầu nguyện mê tín mất thì giờ, giờ này mà còn đến đây mà còn lòng thương xót Chúa cái gì chuyện vớ vẩn, giờ này mà còn giang tay để mà cầu nguyện làm cái gì đạo đức giả. Rất là nhiều người gán cho chúng ta những công việc ta đang làm thành tâm thiện chí, vì lòng yêu mến Chúa, vì phần rỗi các linh hồn, vì sáng danh Chúa. Nhưng mà họ gán cho chúng ta những công việc đó là việc của ma quỷ. Có không? Có. Nhiều người chê, trách, gièm pha, nói xấu, khích bác, đủ hết thưa anh chị em. Lúc đó tự nhiên ta thấy buồn, lúc đó tự nhiên ta thấy nản chí, lúc đó tự nhiên ta thấy thất vọng. Sao kỳ vậy Chúa? Con làm những công việc đạo đức thành tâm thiện chí và tại sao như vậy? Bỗng hôm nay nghe lại bài tin mừng, Chúa nói với chúng ta: đầy tớ không hơn được chủ. Nếu họ đã đối xử với thầy như vậy thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thế thôi. Làm sao các con lại đòi hơn thầy được? Làm sao các con lại đòi người ta đối xử tử tế tốt lành với các con hơn thầy được? Công việc của thầy đây này, làm chân chính đây này, làm công khai minh bạch trước mặt mọi người, là giúp họ trừ quỷ đây này, mà họ còn bảo rằng nhờ tay của quỷ vương mà trừ quỷ. Không tin thì như thế. Đức Giêsu nói thấy rõ lòng dạ của họ, mà nói rằng nếu như vậy thì nước nó tự chia rẽ. Quỷ mà trừ quỷ thì có phải là tự nó chia rẽ không phải thưa anh chị em? Phải không? Nếu mà Chúa nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ thì là quỷ với quỷ đánh nhau là quỷ nó tự chia rẽ. Mà đâu có chia rẽ, đó là có sự giữ, đó là của ma quỷ. Dấu chỉ của Thánh Thần là sự hiệp nhất, là sự bình an. Mà đâu có bẻ phái, có chia rẽ, có phân tán thì đó là dấu chỉ sự hiện diện của ma quỷ trong họ. Còn nếu tôi dùng quyệu ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì các anh chị em phải tin rằng triều đại Thiên Chúa, nước Thiên Chúa đã đến rồi. Vì sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô tỏ quyền năng và lòng thương xót của Ngài ra thì đó là dấu chỉ rằng nước Thiên Chúa đã đến rồi. Hãy mở lòng ra, hãy mở lòng ra mà đón nhận lời sám hối và tin vào phúc âm.
nước Thiên Chúa đã đến rồi, hãy sám hối đi, hãy quay trở về đi và tin vào tin mừng đi. Tại sao ta không làm chuyện đó, thưa anh chị em? Nếu ta làm chuyện đó, ta sẽ thấy rằng Chúa đấng đầy quyền năng sẽ thể hiện biết bao nhiêu dấu lạ ấy cho chúng ta vững lòng tin. Mời anh chị em lắng nghe một người đã được Chúa thương như thế nào lên đây chia sẻ với chúng ta. Xin mời người chị em, chị ở giáo xứ Vĩnh Hòa. Còn chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp với người chị em này. Con chia sẻ cho mọi người con đã được Chúa yêu thương như thế nào. Con giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Kính thưa cha và kính thưa quý cộng đoàn, con tên Maria Phạm Thị Mỹ Đức, năm nay con 56 tuổi, con thuộc giáo xứ Hòa, khu Mông Triệu. Con tên là gì, nói rõ ra cho mọi người, nói rõ chút để mọi người nghe. Dạ, con tên là Maria Phạm Thị Mỹ Đức, năm nay con 56 tuổi, con thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa, khu Mông Triệu. Kính thưa cha, quý cộng đoàn, con là tăng tòng, con theo đạo năm tháng 7 năm 1988. Con được chính thức làm con cái Chúa. Con có thật nhiều là ơn của Chúa và Đức Mẹ ban cho con. Thứ nhất là năm 88, con sinh con ra được, nó sanh thiếu tháng, ra con không có biết nuôi, nó ốm dữ lắm, nó bệnh hoài. Rồi có bác kỵ ở đây, là bác đã mất rồi, cũng thuộc khu xứ này, gặp con bác nói là con theo đạo, con có đức tin, thì con bế con lên nhà thờ bá chuông, thì con nhờ xin Chúa Đức Mẹ cứu giúp, rồi nhờ ông Thánh Martin nuôi giùm. Thì con cũng nghe lời, con đi lên trên đó, chồng con chở con lên trên đó, thì con nhờ ông Thánh Martin nuôi giùm con. Thì đến 3 tuổi là con nó hết bệnh, là tới con. Con xin nó thông là con bị bệnh, con không có cho cháu bú được. Cái tay con nó tụi luôn, không có bế được. Rồi bác kỳ đó cũng chỉ con là lên trên đó xin đi là sẽ được. Con lên thì chồng con chở xích lô chở con đi. Thì con không có xuống được. Chồng con phải hạ xe xuống rồi bế con bỏ xuống đất. Rồi mới bế con xuống. Thì con mới đứng trước nhà thờ ba chuông, con nói là xin Chúa thương con là thầu theo, xin Chúa cho con có cái niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Thì xưa Chúa tạo con ra thế nào, thì bây giờ con xin Chúa cho con được như thế đó, chứ để giờ con không có cho con bú được. Thì nếu mà Chúa thương con, Chúa nhận lời con, thì sau khi tang lễ thì cho con được y như lời con xin với Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, thật sự là như vậy. Sau khi tang lễ thì chồng con đi ra nhà xe lấy xe cho con. Tự nhiên con đứng lên mà con chả biết con đứng được, mà con bế con được, tự nhiên như vậy. Chồng con ra nói, ủa sao em đứng được, em bế con được hả? Nói, dạ em cũng không biết nữa, vậy là chắc là Chúa giúp mình sẽ chữa cho em được hết bệnh. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là năm ba con 3 tuổi. Cháu bệnh quá chừng bệnh luôn á, con nằm ở bệnh viện Trương Dương mà con không có tiền, con phải trốn viện, con đi về, con mới cầu xin Chúa. Lúc đó là ông Minh Phụng còn làm ở đây nè, con nói con thấy ông giúp người ta nhiều quá, con mới xin với Chúa. Con nói Chúa ơi, nếu Chúa thương con thì Chúa giúp đỡ cho con Mạnh Thường Quân hay là anh em bà con với con giúp đỡ cho con, để con có được số tiền con trị bệnh cho con. Sự thật mà nói, y như rằng cha, con lượm được, con quét thân ấy, con làm dâu, con quét thân trên trước, cái tự nhiên con lượm đất đá đỏ, con lượm được một tấm lắc, nó to cái như thế này, con không biết thiệt hay giả, con mới chùi sạch sẽ, con mới đi xuống tiệm vàng dưới chợ Bình Thới, con mới vô tiệm vàng, con nói cô, con lượm được cái tấm lắc này mà không biết là thiệt hay giả. Nếu mà thiệt ấy, thì cô mua giùm con bán cô phân nửa, còn phân nửa cô đổi vàng cho con, còn nếu mà giả thì cô đừng kêu công an bắt con. Cái bà mới thử, bà chủ tiệm vàng bà thử, bà mới nói thiệt.
mà nó dính đất nhiều quá, thì bây giờ cô tính cho con là 2 chỉ, cô đưa cho con 1 chỉ, rồi cô thối lại cho con 1 chỉ. Rồi con lấy 1 tiền 1 chỉ đó, con về con trả nợ, còn 1 chỉ đó là con để dành. Đến năm con 6 tuổi, thì nó thi vô trường Phụng Hưng, thì nó đậu là con bán cái số vàng đó, là con đóng tiền đó cho cháu học. Là lần thứ 3, con được rất là nhiều ơn của Chúa, nếu mà không thì con đã mất cách nay là 22 năm rồi. Lần cuối cùng đây là hồi tháng 3 năm 2011, con bị bệnh con mắt con là nó ngứa mà nó sưng, mà con đi khám ở bệnh viện quận thì bao nhiêu lần không có hết. Người ta mới chỉ con đi lên bệnh viện Điện Biên Phủ. Con đi từ tháng 3 mà tới tháng 6 năm 2011 thì nó không có hết. Thì con nhờ Thím Lăng và bạn Hằng là vợ của ông Trùm Thân ở khu Đa Minh mới giới thiệu con, nói là có cha Long về xứ mình làm lễ lòng thương xót hay lắm, nếu mà con tin thì con đi lễ đi, rồi con được ơn của Chúa. Từ đó con mới biết, con đi đây là đúng là ngày 14 tháng 7 năm 2011, con mới xin Chúa. Con đi khám thì mỗi lần con đi khám cứ 4 ngày 3 ngày là phải 400.000 500.000, mà thú thật với cha và cộng đoàn con rất là khó khăn. Lúc đầu con còn có tiền đi, thôi mượn tiền góp đi cũng không được. Con mới nói Chúa ơi, Chúa thương con, Chúa chữa lành cho con. Mỗi lần sau lễ là con đứng con chờ hết người, rồi con mới xin cha chữa lành cho con, đặt tay lên đầu con, vô mắt con. Thì con đi khám lần cuối cùng á, thì bệnh viện Điện Phủ nói là hết cách trị rồi. Bây giờ mổ thì cũng đã mổ mí mắt rồi, mà lấy sinh thiết để coi có dung sáng ở mí mắt hay không cũng không có. Thì bây giờ nếu lần này mà chị uống thuốc không hết nữa là thôi bó tay. Rồi con nghe bác sĩ bệnh viện Diêm Vương Phủ chuyên khoa mắt mà nói như vậy, con buồn dữ lắm. Con mới nói con viết thư gửi cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thật không hiểu sao phẫu nó là một phép màu vô cùng mạnh mẽ. Chúa đã bảo lành cho con, và đến bây giờ là con mắt con không còn gì hết. Rồi hai cái tay con không coi được, nó cứ như thế này. Con nói Chúa ơi, Chúa thương con, Chúa tạo ra con thế nào thì Chúa cho con thế ấy. Chứ giờ nếu mà như vậy con muốn viết thư con cảm ơn Chúa thì con không có viết được. Thôi giờ nếu Chúa thương con, Chúa cho con được viết được như lúc là Chúa tạo ra con, thì con đã được ơn Chúa nhiều nhiều lắm. Hôm nay con mới lên đây con cảm ơn cha, cảm ơn quý cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Còn hiện tại bây giờ gia đình con thú thật với cha và cộng đoàn, con rất khó khăn, nhưng mà con vô cùng cảm ơn Chúa đã cho con một mái ấm gia đình nhỏ của con được vô cùng hạnh phúc. Con ngoan, con duy nhất có một đứa con, nó rất là ngoan. Và con cũng xin cha cộng đoàn cầu nguyện cho con luôn được mạnh khỏe, gia đình con được ấm êm hạnh phúc như hiện tại. Chứ con rất là nhiều bệnh, con kể ra cho cha cộng đoàn nghe. Con bị loét bao tử, bị thiếu canxi nè, bị viêm khớp mãn tính, bị viêm đại tràng mãn tính, bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể. Con rất là nhiều bệnh, con hỏi van tim 2 lá 2/4, nhưng con nhờ ơn Chúa hiện tại bây giờ các cơn bệnh đó nó không còn hoành hành con. Chỉ có hồi tháng rồi đó là cha kêu con thì con đã nằm bệnh viện, là con không có đến được. Hôm nay con đã thật sự khỏe thì con cũng đến xin con làm chứng là Chúa đã cho con có được một niềm tin mạnh mẽ, một sự sống dồi dào về tinh thần, về tình thương yêu của Chúa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, Thánh Cả Du Xe đã đồng hành cùng con, cho con được hạnh phúc, một mái ấm gia đình như ngày hôm nay. Con cảm ơn cha, cảm ơn quý cộng đoàn. Cái tay của con bây giờ sao rồi? Nãy con nói là cái tay nó cứng ngắc, không có co lại được. Dạ, thưa giờ là hết rồi cha. Dạ. Con theo đạo từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm 30 tuổi. Lúc con lập gia đình thì con theo đạo. Dạ. Bây giờ thì gia đình con và chồng con thì làm gì sinh sống?
Dạ, con thì không có làm gì, con bệnh, con bị thiếu canxi trong máu, con cứ xỉu hoài, con không có làm được, chỉ có chồng con chạy xe Honda ôm cha. Vâng, và có một đứa con mấy tuổi? Dạ, con năm nay 24 tuổi. À, thưa anh chị em, câu chuyện của một người tân tổng, một người được Chúa yêu thương, được Chúa cứu chữa từ đứa con của mình sinh ra, rồi lớn lên, rồi tới bệnh tật như vậy. Và cái điều mà chị ấy xác tín, mà đôi khi chúng ta những người đạo gốc không đủ niềm tin, đó là Chúa yêu thương con, Chúa tạo cho con có một sự sống. Chị không xin giàu có, nãy giờ tôi chưa thấy chị xin có tiền có bạc, dù gia đình rất khó khăn, nhưng mà lại chị toàn là tuyên xưng những cái điều mà mọi người mơ ước thôi. Đó là con có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, con có được một sự sống Chúa trao ban cho con có được một niềm tin, sự sống, niềm tin và hạnh phúc. Ba món quà ấy thế gian làm sao đem lại cho chúng ta được? Danh vọng của cải chức tước làm sao đem lại cho chúng ta được? Chỉ có Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót mới đem lại cho chúng ta sự sống, sự sống bình an, sự sống vui, rồi niềm tin. Mà chính nhờ có niềm tin ấy mà ta mới sống vui, sống bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không phải là tiền bạc, không phải là nhà cao cửa rộng, nhưng mà hạnh phúc ấy chính là niềm tin và sự sống Chúa trao ban. Mà chúng ta nghe trong bài đọc một ngày hôm nay, Môi-se nói có một thần minh nào gần gũi với chúng ta như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu không? Môi-se nói rất rõ điều ấy. Dân Do Thái họ không nhận ra được họ có một Thiên Chúa rất gần gũi mỗi khi mà họ kêu cầu. Ngày hôm nay Đức Giê-xu từ trời cao xuống thế để cho chúng ta xác tín rằng có một Thiên Chúa rất gần với chúng ta, không phải lơ lửng ở trên trời, không phải tít tắp ở trên cao, nhưng mà đã hạ cố làm người ở giữa chúng ta. Và đấng ấy yêu thương tất cả mọi người, không kể là người đạo gốc hay là người tân tổng, không kể là người Công giáo hay là người Lương giáo, không kể là người Việt Nam hay là người nước ngoài. Đấng ấy yêu thương hết tất cả mọi người. Và mỗi lần chị đau, con chị đau, chị nghèo túng, chị bệnh tật, chị đều kêu cầu lên Thiên Chúa. Có một thần minh nào gần với ta như Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu không? Anh chị em thử coi. Đấy là cái điểm đặc biệt của đạo Công giáo của chúng ta. Đấy là cái nét rất là đặc biệt của lòng thương xót Chúa được tỏ hiện nơi Đức Giê-xu Kitô. Chúng tôi cảm ơn chị đã mạnh dạn lên đây chia sẻ, để qua chứng nhân này chúng ta xác tín hơn rằng chúng ta có một Thiên Chúa rất gần gũi với chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Và nếu chúng ta nhận ra rằng qua những chứng nhân này đây, ngón tay của Thiên Chúa đụng chạm đến chị, chữa lành cho chị, như là Chúa nói ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì hãy tin rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Qua dấu chỉ này đây, chúng ta tin rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Một lần nữa chúng ta cho một tráng tay và cảm ơn người chị em này. Đó là một người ở bên Hà Lan. Thưa cha và cộng đoàn, con là Barnabé Đỗ Trung Tích, vợ con là Teresa Trần Thị Vui. Chúng con đang sống tại Hà Lan. Để ca rao lòng thương xót của Chúa và mẹ, con xin lược thuật sự việc đã xảy ra. Vào ngày 10 tháng 6 2011 lúc 8 giờ sáng, con chào nhà con để đi làm việc. Sau đó khoảng 9 giờ 30, người con dâu đến chào mẹ để đi bán hàng. Khi mở cửa vào nhà, theo thông lệ đã gọi mẹ ơi, nhưng không thấy mẹ trả lời. Và khi vào trong nhà, đã thấy mẹ nằm sấp trên nền nhà, mặt úp xuống ngưỡng cửa nhà bếp. Đứng trước sự lo lắng ấy, người con dâu của chúng con đã bình tĩnh đến ôm mẹ vào lòng. Thấy mẹ đã ói ướt đẫm áo và không còn biết xị gì nữa, cháu đã tìm mọi cách để gọi điện thoại cho xe cứu thương và thông báo cho con và các em trong gia đình được biết.
Xe cứu thương đã nhanh chóng đến và chở nhà con gấp đến bệnh viện. Nơi đây đã chụp hình để kiểm tra căn bệnh. Họ cho biết vợ con bị tai biến mạch máu não, một thứ bệnh cực kỳ nguy hiểm, phải nhanh chóng chuyển đến bệnh viện khác. Nơi đây bác sĩ chuyên nghiệp đã khẩn cấp nhanh chóng đưa nhà con lên bàn mổ, kênh ca mổ thành công. Nhưng bác sĩ nói trong vòng 2 tuần lễ nữa vẫn có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. 2 giờ đêm ngày thứ Hai 13 tháng 6 2011, nhà thương gọi điện thoại báo cho con biết phải khẩn cấp đến ngay vì cần có sự hiện diện của con và gia đình. Cùng đi có hai người con đi theo. Đến bệnh viện, vợ con đã rút hết các mũi kim chích thuốc. Nhà thương họ đã cột chắc hai tay nhà con lại và các vết bầm tím nơi tay, nhìn thật thương tâm và tội nghiệp. Gia đình con bàng hoàng lo lắng, chỉ còn biết van xin trước ảnh mẹ hằng cứu giúp tại bệnh viện Amsterdam. Trước lòng tin nhờ sự truyền cầu của mẹ, Chúa đã thể hiện lòng thương xót và cứu chữa vợ con. Ngày hôm sau, các bác sĩ đã họp mặt để tìm hiểu sự việc xảy ra. Họ cho nhà con đi chụp hình lại vết thương mới được giải phẫu, nhưng tất cả được an toàn và may mắn. Gia đình chúng con vô cùng xúc động và sung sướng đến trước ảnh mẹ để cảm ơn mẹ và tha thiết khẩn cầu mẹ, cầu lộ xin lòng thương xót Chúa cho nhà con sớm bình phục. Chỉ 2 tuần lễ sau, nhà con đã được xuất viện và việc tái khám đã được quyết định thời gian 2 tháng sau. Đến ngày nhà con trở lại bệnh viện để tái khám, ngày đó nhà con đi đứng bình thường, tiến vào phòng khám. Cùng đi có hai người con đi theo để đón nhận lời bác sĩ căn dặn. Bác sĩ giải phẫu cho vợ con được biết theo sự nhận xét của ông về sách vở cũng như lý thuyết của căn bệnh cộng với kinh nghiệm của ông, thì bệnh nhân hôm nay trở lại tái khám cũng không thể nhanh chóng bình phục được như vậy. Ông đã ngỡ ngàng và cảm động trước sự bình thường của vợ con và đã thốt lên, theo ông, đó là một phép lạ, mà không phải một phép lạ nhỏ mà là một phép lạ lớn. Và cũng theo sự tiên đoán của ông bác sĩ này, đã gửi nhà con đến chỗ tập luyện mỗi tuần 2 lần, nhưng nhà con chỉ đến 2 lần mà thôi. Nơi đây đã quyết định là không cần thiết phải tập luyện nữa vì nhà con đã bình phục 100% rồi. Kính thưa cha và cộng đoàn, sự việc đã xảy đến với vợ con và chính người con dâu đã có mặt kịp thời để giúp đỡ và đưa mẹ đến bệnh viện kịp thời. Con tin chắc rằng sự việc này chính là nhờ tình yêu thương của mẹ chuyển cầu lên lòng thương xót Chúa qua sự quan phòng của Chúa. Gia đình con mới được như vậy. Gia đình con luôn âm thầm tôn vinh lòng thương xót Chúa và cảm tạ lời chuyển cầu của mẹ. Nhưng một động lực giúp chúng con viết lá thư này công khai để làm nhân chứng cho lòng thương xót Chúa và lời chuyển cầu của mẹ Maria nhờ người anh em của chúng con là chú Thím Hợi về thăm gia đình ở Việt Nam để đưa lá thư này nhờ cha và cộng đoàn đọc lên để cho mọi người thấy được quyền năng của lòng thương xót Chúa. Một ngày gần đây chúng con về thăm quê hương sẽ lên làm chứng cho Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con, cho gia đình con. Con là Đỗ Trung Tích ở Hà Lan. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần lừa ngại ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay. Lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng thông hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lời
lỡ hẹn rồi. Giê-xu hỡi, thôi đành xin dâng lên Người lời ta lỗi đơn sơ chân tình.